Hội nghề cá Việt Nam bác tuyên bố của Trung Quốc cáo buộc 6 ngư dân Việt bị Bắc Kinh bắt giữ ở Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Tàu cá QNJ94912TS cùng nhóm ngư dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi bị tàu ngư chính Trung Quốc bắt đi lúc 8 giờ sáng ngày 3 tháng 7 khi đang hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa, làm tăng thêm căng thẳng Việt Trung ở Biển Đông kể từ khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Hà Nội nói thuộc đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam hồi tháng 5. Ngày 4 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận vụ bắt giữ với lý do tàu cá Việt đánh bắt trong vùng biển của Bắc Kinh, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 7 hải lý. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận chính thức về vụ việc. Truyền thông nhà nước trích lời ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư hôm 6 tháng 7 cho biết đang tiến hành xác minh vị trí vụ bắt giữ trước khi có tuyên bố hay hành động phản đối chính thức. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với chúng tôi tối ngày 7 tháng 7, ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, khẳng định vụ việc xảy ra trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa, dẫn nguồn tin từ cơ quan quản lý địa phương và các ngư dân Việt tận mắt chứng kiến vụ bắt giữ. Cái tàu đó là cả trong cái phạm vi một cái quyền chủ quyền của Việt Nam, của ngư dân người ta trong miền Nam, là người ta những người quản lý cái tàu này người ta đã xác nhận là trong cái quyền chủ quyền của Việt Nam, người ta đã có cái bắt bạn người ta ngoài này rồi, của ngư dân và của hội nghề cá của địa phương Quảng Ngãi, ta báo cáo là thực tế như vậy. Ông Trác nói, Hội Nghề cá đã gửi văn bản phản đối hành động sai trái của Trung Quốc và yêu cầu phóng thích cũng như đền bù cho ngư dân Việt. Chúng tôi cũng đã có một cái văn bản là phản đối cái này, Trung Quốc bắt ngư dân và cái tàu đó rồi, gửi cho Bộ Ngoại giao, gửi cho Bộ Nông nghiệp, gửi cho các cái cơ quan của hữu quan, để trên các cơ quan đó người ta sẽ có tiếng nói phản đối Trung Quốc. Cái việc làm của Trung Quốc là không đúng, chúng tôi là phản đối cái việc làm đó. Chúng tôi đã có ý kiến là phải trả lại tàu về sáu ngư dân đó cho Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội Nghề cá cho biết, trong các trường hợp ngư dân bị bắt, hội chủ yếu liên hệ với các cơ quan hữu quan của nhà nước để họ làm việc với phía Trung Quốc và đề nghị có hỗ trợ cho gia đình ngư dân gặp khó khăn. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hôm 6 tháng 7, đại diện Cục lãnh sự đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho Việt Nam về vị trí và nguyên nhân bắt giữ 6 ngư dân Quảng Ngãi. Vụ bắt giữ hôm 3 tháng 7 diễn ra trong lúc Việt Nam tố cáo tàu Trung Quốc tăng cường gây hấn, tấn công tàu Việt ở Hoàng Sa, hầu bảo vệ giàn khoan Hải Dương và khẳng định chủ quyền trên thực địa.